Array search là tìm giá trị trong mảng đúng không? Thế nếu mà mảng của tôi nó dạng như này. Thì ra gì? Là không. Thế nếu mà một phần tử nó không có mặt trong mảng nó trả ra gì? Trả ra trừ 1 không? Red 1 trả ra gì? Ra gì? Sao lại không ra gì? Không bao giờ có chuyện không trả ra cái gì. Những cái hàm có sẵn này chắc chắn là nó trả được một cái gì đấy. Trả ra false. Được chưa? Không bao giờ có chuyện nó không trả ra cái gì. Nhá. Nhớ đấy. Cái hàm này rất là quan trọng đấy. Không đùa đâu. Tiếp theo là đến hàm array ship. Hàm ship để làm gì? Lấy ra phần tử đầu tiên ạ. À? Rồi, tôi test nhá. Xem có đúng không? Đây đúng không? Lấy ra phần tử, loại bỏ phần tử ở đầu của mảng đi. Được chưa? Mảng nào cũng thế. Đều vậy cả thôi. Cái này nếu mà tôi gán nó bằng một cái biến B thì biến B bằng bao nhiêu? Này bằng cái gì? Bằng cái gì? Được chưa? Bằng red luôn. Đúng không? Nhưng mà nó trả ra cái gì thì hãy xem lại nhá. Red thì đúng rồi. Nhưng mà cái red đấy là cái gì? Sai. Nó là giá trị của phần tử bị xóa, chứ không phải là phần tử bị xóa. Cả phần tử nó bao gồm cả key và value. Ở đây nó chỉ trả ra cái value thôi. Hãy lưu ý. Được chưa nhỉ? Tiếp tục nhá. Đến hàm slide đúng không? Đúng không? Hàm slide để làm gì? Đấy là gì? Ừ. Lấy ra phần tử gì? Còn lại á? Bắt đầu từ ra từ đâu? Bắt đầu từ index số 2. Tức là nó giữ lại từ số 2 trở đi hay là nó cắt từ số 2 trở đi? Cắt từ số 2 trở đi. Thử coi. Bọn này ảo lắm. Sao? Đúng không? Sai. Xem này, chấm phẩy. Sao? Sao? Với mảng nó có ảnh hưởng gì không? Không. Với mảng cơ bản thì chẳng ảnh hưởng gì cả. Với mảng gốc chúng ta không bị ảnh hưởng gì cả. Được chưa? Thế bây giờ tôi nếu tôi làm này thì sao? Đô la B bằng array slice. Sau đó tôi tiến hành là và đâm ra cái đô la B này sao? Kết quả nó như nhau, được chưa? Cái hàm slide này
Có ai nói lại ý nghĩa của nó cho tôi được không? Đến bây giờ đã rõ chưa? Làm slide là như nào? Đấy là cái gì? Lấy ra những phần tử từ từ đâu? Từ vị trí index cần tìm trong mạng gốc hất về sau. Được chưa? Còn thực chất ra cái mảng gốc nó chẳng ảnh hưởng gì cả. Được chưa? Lưu ý cho tôi nhá. Chứ dịch như các bạn đầu tiên ấy là hỏng bét đi nhá. Nếu dịch như các bạn là cắt chuỗi đúng không? Là cắt thì là nó tự động là cái thằng gốc nó mất rồi. Chứ không phải là nó còn nữa. Bây giờ nó vẫn còn nguyên này. Còn nguyên 5 phần tử đây. Thì phải xem lại cách đọc hiểu của mình nhá. Đây là test chưa kỹ này. Chẳng biết về nhà đã làm chưa. Như vậy là chết. Đi test những cái bài cơ bản như này này. Tiếp tục splice. Splice này, cái này ở trong JavaScript tôi đã nói rất là nhiều lần. Làm splice này dùng để làm gì? Nha. Thay ký tự bảng 2 vào bảng 1. Sao nữa? Sai. Display này là một cái hàm dùng cực kỳ nhiều. Dùng nhiều lắm rồi. Như nào nào? À, yến xôi. Còn cái A2 là gì? À, đúng, chính xác. Đây nhá, A1 này, mảng A1 là có 1, 2, 3, 4 phần tử đúng không? Mảng A2 gồm hai phần tử là A là màu tím này, B là màu cam này. Được chưa? Chúng ta có một cái hàm là array splice. A1 tức là cái hàm này sẽ tác động đến cái mảng A1 này và A1 sẽ bị thay đổi. Thay đổi ở đâu? Thay đổi từ vị trí số 0 đến về sau. Thì ở vị trí số 0 là vị trí nào? Vị trí đầu tiên là vị trí nào? Chính là cái A này đúng không? Được chưa? Phần tử đầu tiên là phần tử này. Thay đổi bao nhiêu vị trí? Thì thay đổi hai phần tử tính từ 0 là bao gồm 0, 1. Được chưa? Sau đó thay thế những cái phần tử đấy bằng cái những phần tử nằm trong cái mảng này. Được chưa? Thì nó ở đây có hai phần tử thì nó nhét vào trong. Nó nhét vào thay thế vị trí của A và B. Đến lúc này cái mảng của chúng ta sẽ là A trở đến là bằng purple, B là trở đến orange, C là blue, D là yellow, vẫn giữ nguyên. Được chưa? Nhớ cái hàm này nhá, và hàm này thường xuyên dùng để làm gì? Xóa phần tử khỏi mạng. Xóa phần tử khỏi mạng, được chưa? Bởi vì nó giữ lại được cái index như cũ. Nên là hãy nhớ cho tôi cái hàm này là hàm cần phải nhớ. Mà hàm nào chả là hàm phải nhớ. Rồi, splice rồi này. Unstrip là gì? Giải thích nhanh nào. Unstrip. Đúng rồi, thêm một phần tử vào đầu mạng. Work. I'm work. The Walking Dead. Là cái gì? Hả? Chạy một cái hàm với từng phần tử một trong mạng. Nghe quen quen nhỉ? Hả? Sao lại mỗi một mảng là như nào? Mỗi một phần tử lại chạy một cái này chứ. Giống cái gì? Giống hàm map. Thế chắc chắn hai thằng này phải có cái sự khác nhau. Không thể nào có sự giống nhau được. Giống nhau thì nó dùng mẹ một hàm luôn cho nhanh, cái tội gì phải viết là hai hàm này cho khổ. Khác ở đâu? Đây. The array work function run each array element. X array element tức là những cái phần tử chạy qua từng phần tử một trong mạng.
inner user defined function, tức là chạy qua bằng một cái hàm người dùng định nghĩa. The array key and value are parameter in the function. Tức là nó lấy được ở trong cái hàm như vậy, nó truyền được vào là thêm key và value, còn hàm map thì chỉ truyền được value mà thôi. Được chưa? Đấy, cái sự khác nhau là ở đây đấy. Được chưa nhỉ? Tiếp tục. Tôi chỉ giải thích một lần nữa nha, chép được cái gì, chép được thì chịu nha. Compact. Hàm compact là hàm gì? Hàm compact là hàm gì? Hả? Tạo mảng. Mảng, cái mảng này có gì đặc biệt? Có nhá. Đâu? Đây có first name là Peter này, last name là Griffin này, age là 41 này. Sau khi compact nó xong thì chúng ta có một cái mảng là mảng result bằng cái mảng này. Cột first name bằng Peter, cột last name bằng Griffin, cột age bằng 41. Được chưa? Nó tạo ra một cái mảng bao gồm key và value. Key nó chính là tên biến, value nó chính là bằng cái value của cái biến đấy. Được chưa nhỉ? Hàm này sau này các bạn sẽ được dùng rất là nhiều ở trong cái framework Laravel, dùng thường xuyên luôn. Tiếp tục đến hàm gì? Count. Count là trả về cái gì? Số phần tử trong mảng, đúng rồi. Số phần tử trong mảng có liên quan gì đến số index trong mảng? Sai bé. Số index trong mảng nhiều nhất bằng cao trừ 1. Được chưa? Số index thì nó nhiều nhất bằng cao trừ 1. Bởi vì trong mảng PHP nó khác với mảng trong JavaScript. Mảng trong JavaScript là gì cũng ký. Nó chỉ có duy nhất thứ index thôi, đúng chưa? Còn mảng ở trong PHP của chúng ta nó có cả index, có cả key. Cho nên là cái nếu mà đã có chèn duy vào một cái key nào đấy vào rồi là chúng ta sẽ có index nó sẽ bị giảm đi. Index maximum nó sẽ bị giảm đi. Không. Cao là tính ra số phần tử bắt đầu từ 1. Chứ nó không liên quan đến thằng index nhé. Ở trong PHP các bạn đừng nhầm lẫn với JavaScript. Trong JavaScript thì số index của các phần tử nó sẽ bằng số lớn nhất của index thì nó sẽ bằng cái len trừ 1. Được chưa? Nhưng ở trong PHP thì không chắc. Tôi không biết. Tôi trả lời thẳng luôn là tôi không biết được. Cái đấy còn phụ thuộc vào cái mảng của chúng ta theo kiểu gì, key value hay là toàn bộ là index, thì cái đấy chúng ta chưa biết được. Nên là không dùng kiểu là for i được là vì đấy. Được chưa? X này làm gì? Hàm x này không làm gì? Hả? Hàm x này dùng để làm gì? Nào nhóm 2. Hàm x để làm gì? Nhóm 2 nào? 3 bàn dưới. X là gì? Theo các bạn hiểu nó là cái gì? Có bạn nào hiểu được cái hàm x này là cái gì không? Nga. Hàm x là gì? Đọc đi. The x function return the current element key and value and move the internal pointer forward. Thấy như nào? This element key and value is turned in an array
with four elements. Two elements, one and value for the element value, and two elements, zero and key for the element key. Anh nhỉ? Có gì khó hiểu đâu nhỉ? Nha. Đây nha, tôi test lại nha. Để xem chúng ta có hiểu không nha. Rồi. Đây là name thì bằng với Peter này. Còn lại tôi vẫn giữ nguyên. Đó. Đây còn thiếu. Đây. Đó. Đó. Không à, là element số phần tử. Không là name này. Thấy không? Không là name này. Key là name này. Một là Peter này. Value là Peter này. Có khác gì nhau? Đây đều là lấy ra một cái đúng không? Đây nhá. Đây. Lấy ra cái gì? X. Trả ra mấy? Nó luôn luôn trả ra mấy? 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Đúng không? Nó luôn luôn trả ra một cái mảng bao gồm 4 phần tử. Được chưa? Phần tử đầu tiên là gì? Index là 0 thì trả về cái số index của phần tử đang được set. Được chưa? Index cái index số 1 là value của phần tử đang được set. Tiếp theo là cột key. Key thì là nó chính là cái key của phần tử được set. Lúc nãy tôi set là bằng name đấy, các bạn thấy không? Nên tôi set là bằng name đấy. Name thì cái key này sẽ bằng name. Bạn xem nhé. Có thể key bằng name không? Được chưa? Còn đây là value. Value bằng Peter. Được chưa? Ở trong cái mảng, ở trong cái hàm x này thì nó sẽ trả cho các bạn 4 phần tử. Một cái mảng gồm 4 phần tử, bao gồm phần tử số 0, phần tử số 1, phần tử key và phần tử value. 4 phần tử này thì hai thằng nó sẽ bằng nhau theo một cặp. Thứ nhất là 0, 0 nó sẽ bằng 0 và name bằng nhau, 1 và value bằng nhau. Cái thằng này thể hiện là số index. À quên nhầm, thằng này thể hiện là cái name của phần tử của element đang được set này. Key nó cũng lấy ra cái key của phần tử đang được set này. Một là trả ra giá trị của phần tử đang được set và value cũng trả ra cái giá trị của phần tử đang được set. Được chưa? Cái này các bạn có thể đặt nó vào trong vòng for. Các bạn hoàn toàn có thể đặt nó vào trong vòng for được để lấy ra những cái phần tử, những cái thông tin của phần tử đang được set là như thế nào. Được chưa? Đó là cái hàm x. Hàm này nó có thể lấy được nó relate đến nó liên quan đến những cái hàm là current trả về giá trị của cái đối tượng đang ở cái phần tử đang được set hiện tại, and di chuyển đến cái hàm di chuyển đến cái phần tử tiếp theo, phần tử cuối cùng, last element in the array, next là chuyển đến phần tử kế tiếp đang được set này, previous là di chuyển về cái phần tử được set trước đó một phần tử. Được chưa? Reset là chạy lại từ đầu. Đó, đấy là cái hàm x của chúng ta. À, rồi ok, xong nhóm 2. Đến nhóm 3. Hàm n thì bỏ qua hàm n, hàm n là di chuyển hàm cuối cùng, phân tích cái phần tử cuối cùng của mảng. Chúng ta có hàm extract. Hàm extract là hàm gì? Nào Quyên Dũng nào. Hàm extract là hàm gì? Đấy. Ông nghe kinh nhé.
Nói đơn giản thôi, hàm extract này là hàm ngược lại của hàm compact, có mỗi thế là xong. Hàm compact là chuyển một cái hàm, một cái các cái biến đang có chuyển thành hàm theo dạng key là tên biến, value là bằng giá trị của biến được ném vào trong mảng, đúng chưa? Còn hàm compact, à, hàm extract này là hàm ngược lại, phân giải một cái mảng ra trở thành những cái biến với tên biến là key, giá trị của biến là value. Có mỗi thế thôi. Hết phí. Được chưa? Xong. Tiếp theo đến hàm gì? In array. Hàm này hôm trước tôi vừa giải thích xong. Hôm nay mà không biết thì thôi tát chết. Hàm in array là cái gì? Kiểm tra giá trị có tồn tại không? Thế tôi đây là kiểm tra giá trị đấy, tôi muốn kiểm tra key sao? Tôi muốn kiểm tra một cái key có tồn tại trong cái mảng hay không thì làm nào? Có chưa? Key nó là duy nhất mà. Không bao giờ có chuyện key trùng nhau đúng không? Bây giờ tôi muốn kiểm tra key ở trong cái mảng này xem cái key đấy có tồn tại không là làm nào. Y gì? Y exist. Không, tôi truyền vào đây, ví dụ như lúc này là tôi tìm cái giá trị claim này có trong cái mảng people này đúng không? Đúng không? Bây giờ tôi muốn kiểm tra cái mảng của tôi như này nhá. Đây cái mảng của tôi như này. Chúng ta mở rộng một chút thôi. Cái mảng của tôi là name này. Name bằng people này, neighbor. Neighbor bằng Joe này, đúng không? Đây tôi muốn kiểm tra xem cái chữ neighbor này có trong mạng không làm nào. Cái key tên là cái element có key là neighbor này có trong mạng không làm nào. Kiểu gì cũng có hàm check chắc chắn với các bạn luôn. Làm nào? Truyền thẳng đi vào đấy được. Không. Truyền thẳng là một chuyện. Còn kiểm tra có hay không là một chuyện khác. Thì kiểm tra có hay không thì mình tìm cái hàm ra cái key của cái giá trị này. Làm nào? Hàm nào? Được hàm array ps. Đúng nhá. Trả về có không? Ờ. Tôi tìm nó lâu rồi. Trên bảng này. Array key exists. Từ này đọc là exist, được chưa? Exist hay exist của chúng ta nó là thoát ra. Exist là tồn tại, được chưa? Array key exist nó là hàm để kiểm tra xem một cái key nó có tồn tại ở trong mảng hay không. Kết quả trả ra của nó là true hoặc là false. Nó ngược, nó hơi khác so với cái hàm là in array. Hàm in array của chúng ta nó chỉ kiểm tra một cái giá trị có trong mảng hay không, nó không cần biết cái key của bạn là cái gì. Được chưa nhỉ? Rồi xong. Tiếp theo là hàm key. Hàm key là cái gì? Trả về index. Thật là index không? Thật là index không? À, trả về key. Tại sao lại là key? Cái này dùng để dùng cho những trường hợp nào? Tại sao người ta phải sinh cho nó? Tại ngồi tịt dưới. Đuổi bớt mấy thằng này ra mà ngồi. Mình là phụ nữ, mình có quyền mà.
Trong xã hội này thì phụ nữ được phụ người già trẻ em là ưu tiên đầu tiên, xong đến phụ nữ, xong đến chó, xong rồi đến đàn ông. Phải đuổi chúng nó xuống. Không được, bọn này không có giác ngộ về vị trí trong xã hội. Không. Sau này chứ để chồng con nó bắt nạt cho nó xem. Nào. Bạn ngồi cạnh Dũng trả lời cụ thể nào. Là như nào? Ở đây có mỗi key people, thì nếu mà như này thì nó luôn luôn trả về không. Hả? Tại sao lại current position? Hả? Đây nha. Thôi nghịch mua. Đây. Chúng ta có cái phần people array bằng Peter, Joe, Glenn, Cleveland. The key from current position is key people. Thế nếu mà như này nó luôn luôn trả về không à? Chẳng bao giờ nó trả ra 1, 2, 3, 4 à? Nào. Tôi viết hàm next ở đây à? Nè. Next của cái people à? Đúng không? Này sẽ trả ra 1 thật không? Hàm next nó sẽ trả ra. Không trả ra boss. Không trả ra boss. Trả ra cái phần thứ hai. Tức là trả ra thằng đô. Thằng đô. Có hiểu không? Trong PHP nó cung cấp cho chúng nào? Nghe này. Trong PHP nó cung cấp cho chúng ta những cái hàm để giúp chúng ta chạy qua những cái phần tử ở trong mạng mà chúng ta không cần sử dụng vòng for. Hiểu không? Ví dụ nếu mà tôi không có cái hàm next này mà tôi echo ra cái key from current position này này thì nó sẽ trả cho tôi cái phần tử đang được set, thì nó cứ hiểu mặc định phần tử đang được set đầu tiên nó sẽ là vị trí số 0 thì trả ra key bằng 0. Được chưa? Được chưa? Tôi không cần biết là cái này của tôi nó có key hay không, name như thế này đúng không? Là name đúng không? Bây giờ tôi đếch cần biết được là tôi muốn lấy ra phần tử đầu tiên của cái mảng, tôi không cần biết là cái mảng này nó là dạng là index hay dạng là key như này. Tôi muốn lấy ra từng phần tử một thì tôi có thể làm như sau. Đây là hàm, à đây là cái people đúng không? Ở vị trí thứ key trong mảng people. Peter chưa? Bây giờ tôi muốn next một phần tử. Thì thôi, next xong rồi gọi đến Joe. Tôi next cần biết được cái thằng Joe này cái key của nó là cái gì. Hiểu chưa? Cái key của thằng Joe, cái key của thằng sau khi chúng ta next xong nhá thì nó sẽ trỏ con trỏ ở trong toàn hệ thống trong cái mạng này đến cái phần tử tiếp theo. Lúc nãy phần tử current là phần tử số 0 đúng không? Bây giờ sau khi chúng ta next xong nó sẽ chuyển sang phần tử tiếp theo là phần tử có index là 1 hoặc là phần tử có cái số thứ tự đằng sau của phần tử đang được set hiện tại. Được chưa? Và nó cung cấp đủ chúng ta những cái hàm next này, end này, current này, previous này. Được chưa? Đấy, để chúng ta thực hiện được cái việc đấy không cần thiết phải sử dụng vòng for. Được chưa nhỉ? Ừ. Không next được nữa. Ví dụ tôi có một cái end ở đây. Cái hàm end này. Hàm end của cái people. Như này đúng không? Sau đó tôi lại next tiếp thì đến lúc đấy nó không tồn tại hoặc là nó sẽ xử lý đấy, các bạn thấy không? Không còn undefined index, nó không còn cái key nữa cho nên là nó không thể nào lấy được ra, bị lỗi ngay lập tức. Được chưa? Cái này chúng ta có thể là sử dụng một cái hàm đệ quy để lấy ra từng phần tử của một cái mảng được. Trong trường hợp mảng của chúng ta chưa chưa
chưa hết, tức là chúng ta đếm những cái vòng chúng ta chạy qua mà nó vẫn còn nhỏ hơn cái số lượng phần tử có trong mạng, thì chúng ta vẫn có thể gọi lại cái hàm hiện tại được, đấy là đệ quy. Được chưa? Rồi tiếp theo là hàm gì? List. Hàm list, hàm này làm gì? Gán từng phần tử của mạng vào trong list. Cũng hay, nghe có vẻ hợp lý. Cái hàm này khác quái thì hàm extract. Hàm này khác gì hàm extract? Hả? Hàm này khác gì hàm extract? Khác gì hàm extract? Vớ vẩn. Cái gì? Gán key hả? Ai bảo thế? Key nào? Key đâu? Key nào đấy? Sao? Nhìn có vẻ dễ mà, có gì khó đâu nhỉ? Nó lấy giá trị của cái bảng ờ vào từng cái biến. Thế nếu mà số lượng phần tử ở trong mảng nhiều hơn đó. Nhiều hơn thì ở đấy từ đầu đến đoạn hết thôi, à đến đoạn hết của list thôi. Thế nếu mà phần tử trong list nhiều hơn nhỉ? Trong list nhiều hơn thì nó lại gì đó? Không có thì sao? Thì là nó là đây tôi thêm D này vào đây tính sao? Đây là việc các ông phải làm ở nhà chứ. Sao lại bắt tôi thử? Hả? Này sao? Không có gì thì là lỗi. Vâng với dạ cái gì, tôi không thích vâng dạ với ông nhờ nhà ông ở đây. Thế này những cái hàm này nó rất dễ sinh ra lỗi như này thì tính sao? Xét giá trị của nó. Xét cái gì? Xét kiểu gì? Tức là cho thằng D này bằng 0. Nha. Sao? Đấy chưa hết nhá, còn cây nữa. Ví dụ thằng dog này của tôi nó bằng con chó, con animal, con cún, à, con chó vàng, cậu vàng. Cậu vàng bằng con dog. Này sao? Tôi tạm thời tạm thời gác cái cây này vào đi. Giờ làm này giờ tính sao? A có bằng dog không hay là A là bằng cậu vàng trỏ đến dog? Thật không? Sao? À ừ, thiếu cái D. Vòng số 6. Con sáu không biết sai đúng không? Đây, cậu vàng chọn đót phát tôi bỏ cái này đi có lỗi không? Ờ, à, không lỗi. Thế bây giờ tôi lại cho cậu vàng vào đây thì lại lỗi là như nào? Ờ, à, đấy cái rút ra chỉ là thế thôi. Cái hàm list này thứ nhất là phải biết được số phần tử có trong mạng, nó phải bằng với những cái tham số, những bằng số lượng của biến chúng ta nhét vào trong cái list này. Cái thứ hai là mảng này chỉ áp dụng cho những cái thành phần là mảng có key là index mà thôi, không chơi với mấy thằng mà có key là page. Rút ra
ngã rồi phải tự đứng lên chứ còn gì nữa. Bọn này chứng tỏ tìm hiểu rất là khả năng tìm hiểu rất là không thèm tét tiếc gì. I'm next rồi, I'm post. Là cái gì? I'm post là gì? Thế khác mẹ thì current. I'm current thì là lấy ra bốn cái ra một cái mảng của bốn phần tử đúng không? Còn lấy ra thằng này chỉ lấy ra giá trị à? Thật không? Chắc chưa? Chắc chưa? Để tôi va đâm. Chắc chưa? Ôi trời ơi. Tưởng nào. Chắc luôn. Rồi, đâu rồi, nó lấy ra bao nhiêu. I'm previous, bỏ qua. I'm range. Là làm gì? Là tạo ra một. Sao cái chiều dài mà cái gì cơ? Nó có hai cái ba la. Hai cái ba la. Một cái là cái đầu, cái là cái cuối. Là cái đầu, cái là cái cuối. Thì nó sẽ có cái mảng. Thằng đầu với thằng cuối. Chắc không? Dạ. Chắc chắn chưa? Tôi sửa mà không được thì ông mất tôi gì? Thầy sửa bằng 1 và tôi không là nó sẽ cải từ 1 đến 5. Được. Thử luôn. Rồi đây. Tôi sửa 0 đến 5 nhá. Chúng ta sẽ có một cái mảng bắt đầu từ index bằng 0 mang giá trị 0, index bằng 1 mang giá trị 1 đến 5 đúng nhỉ? Rồi tôi sửa 1 vào đây thì sao? Index là 1. Index là 1. Vâng, nó ra value bằng 1. Là như nào? Tức là nó chỉ được nó index của tôi là bao nhiêu? Bắt đầu từ mấy? Bắt đầu từ 0 là mang giá trị 1. Trong mảng này có mấy phần tử? Trong mảng có 5 phần tử. 1 2 3 4 đúng, 5 phần tử. Rồi, tiếp theo. 10 vào đây thì sao? 10 vào đấy thì nó lại xét. Rồi. Ok. Tôi xét chữ vào đây ra. Tôi viết chữ cái vào đây hoặc viết text vào đây thì... bắt đầu ngồi tẹp. Sau ngồi nhà làm đi. Bắn ra thằng đầu tiên là 0. Bao nhiêu là 0? Và đến nó lại chạy đến 5. Thật không? Nó xem như thằng A là tại là 0. Thật không? 5A chứ nó vẫn là 0, tức là thêm nhét chữ trinh vào đấy thì nó sẽ là 0. Thật không? Sao? Khẳng định kinh lắm mà searching nó ra không cơ mà. Đây phải swing không? Thầy lại lươn khươn rồi. Nó có hiểu cái gì đâu. Nó sẽ cố gắng nó ép kiểu ép string về số. Nếu nó ép, nếu mà lúc nãy chữ A của chúng ta nó không ép được, nó đẩy về 0. Còn nếu mà có 5A ở đây á, thì nó sẽ ép, cố gắng ép. Thì cái 5A này các bạn có thể thử ép kiểu nó sẽ để về số 5. Được chưa? Rồi ok, đấy là cái hàm range. Hàm range trả cho một cái mảng gồm bao nhiêu phần tử là từ bắt đầu và kết thúc. Nếu mà số này nó lớn hơn thì nó sẽ là
tạo thành một mảng có chứa các số lù. Reset, reset thì ok bỏ qua. Draw sort, draw sort là gì? Nào nhóm này, nhóm ba, draw sort là gì? Sắp xếp, tăng dần hay giảm dần? Giảm dần. Hiểu không? Chắc chắn chưa? Giảm dần theo kiểu gì? Giảm dần theo kiểu gì? Sai. Chắc củ luôn, sai. Giảm dần theo ý định. Sai luôn. Gì nữa? Đúng, có thành phần giảm dần theo ABC. Nếu mà truyền đấy là các phần tử là A, B, C thì C trước, A sau, AC trước, C trước đến B rồi đến A. Đấy là cái output. Thế nhưng mà trong một mảng có lẫn lộn số và chữ sao? Thật không? Chắc chưa? Lại tìm hiểu liên thuyên rồi. Bọn này chứng tỏ là chưa làm bài về nhà. Lớp trưởng ơi, xử ngay cả nhóm này cho tôi. Đấy, có cả chữ cả số. Thật không? Chắc chắn chưa? Được. Rồi. Đây là vô đây tôi để hẳn chữ A, chữ B, chữ C. Đây là 5. Đây là 8. Này nhá. Chắc chưa? Trắng ra gì? Hả? Gì? Copy gì nữa? Và đắm. Sao? Hay là phải như nào? Index nào? Cái này chẳng có index. Đây chẳng là index thì sao? Đây đúng không? Đứa nào bảo cũng được. Chứng tỏ không nghe bài. À được, nó chết lên. Sao giờ lại được? Ô, hay thật. Bọn này thú vị thật. Có nghĩa là cứ phán thôi. Đấy biết là đúng hay sai. Đúng không? Sao? Tưởng là chết lâu rồi. Giờ còn tưởng cái gì? Chữ trước. Chữ gì trước? Ô, đến bây giờ vẫn không biết. Nhanh lên cho ông nói lại một lần nữa. Lớp trưởng ở lớp này lớp là ai nhỉ? Vượng nay nghỉ à? Ô, rồi tôi ghi sổ, thì tôi ghi vào sổ thủ mặt, thủ vật. Số trước, chữ sau, theo thứ tự giảm dần. Chắc chưa? Số trước, chữ sau. Số trước, chữ sau. Thật không? Tính từ đấy 8 cho đến 5 người còn. Nói. Ông cứ trả lời đi. Ông cứ trả lời đi, chắc chắn đi. Chị
Sao không? Chắc chắn chưa? Rồi. Lại từ từ. Quan trọng là phải nhìn thấy cái bản chất của nó. Số trước chữ sau. Ờ. Chúng nó nói đúng đấy. Đây nhé, đây. Bao giờ nó cũng sắp xếp theo thứ tự ưu tiên như sau này. Chữ thường, chữ hoa, sau đó mới đến số. Cái này RSort nó sẽ đẩy đảo ngược cái thứ tự đó lại. Thấy chưa? Thầy hỏi là RSort không ra cái gì? Tôi bảo là sắp xếp theo thứ tự nào. Thứ tự nào từ xong nó ra là từ lớn đến bé thì ừ. Thế mình cái này là giảm dần mà. Vâng, đây đây. Ừ. Thế mình nhớ một cái dễ hơn nên nhớ hai cái khác nhau dễ hơn. Vẫn ngáo này. Tôi nhắc lại một lần nữa này. Thứ tự sắp xếp. Nếu nói đầy đủ thứ tự sắp xếp xuôi ưu tiên ở trong lập trình thì là sẽ là chữ in thường trước, rồi đến chữ in hoa, sau đó đến số. Được chưa? Còn cái này là RSort, là làm ngược lại cái thứ tự kia. Đang nói nào thầy à. Ông thấy cả lớp này chúng nó đều hiểu theo ý tôi, có mỗi mình ông không hiểu thôi. Thế đứa nào học được có vấn đề? Chán, không muốn nói. Rồi tiếp tục này, hàm usort, sort thì dễ rồi, là usort là gì? Usort sắp xếp theo cái cách mà cái hàm được quy định, sắp xếp cái hàm. Đây nha, ok, người dùng tự define. Được chưa? Xong chưa? Rồi, A này là gì và B này là gì? A là sai số ở trong cái số nào trong mạng? Số nào? Chị nào? Chị em gì? Đấy, chị nào? Tôi truyền vào đây thêm 3, thêm giá trị nữa được không? Được. Được nhưng mà mới đây là thầy phải viết tại cái hàm. Ừ, tất nhiên. Đây. Đô la C. Dạ. Rồi, giờ tôi vá đầm. À. Rồi, giờ sao? Rồi sao? A là gì, B là gì, C là gì? Sao? Không chuyển được. Rồi sao?
Thế AB là gì? AB là gì? Ừ, hai phần tử liền nhau chạy mấy vòng, chạy mấy lần? Hai phần tử à? Sao nghe khó hiểu thế, nói rõ rõ thế nào? Một lên hai xuống. Nghe kinh vậy. Ok, thứ nhất là cái hàm ở phía tham số thứ hai này. Hàm này chỉ nhận hai tham số. Đấy là cái đầu tiên. Thằng Dũng vừa kêu được. Được cái gì ở đây? Còn nhớ mình nói gì không? Rồi, thứ nhất là hàm này chỉ chứa được hai số. Hai tham số. Cái thứ hai là hai tham số này này. Đây nha, tôi thử cho chúng ta xem nha. Echo đô la A cộng với đô la B. Thấy gì không? Thấy gì? Đến thế này còn không biết nó là cái gì thì tôi lạy các ông các bà. Nó là cái gì? Nào. Logic của nó là gì? Cái hàm này này, cái hàm my short ấy, nó sẽ trỏ ra, nó sẽ trả ra ba giá trị. Một giá trị là 0, một giá trị là 1, một giá trị là -1. 0. Và ở trong này này, cái hàm my short này, nó sẽ dựa vào cái giá trị trả ra để nó có chạy tiếp cái vòng tiếp theo hay không. Thứ nhất là nếu mà vòng đầu tiên nó sẽ nhận hai tham số là 42. Đúng chưa? Đầu tiên này 42. 42 này chúng ta sẽ có là if A bằng B, hai thằng này có bằng nhau? Không, bỏ qua. Return, nếu mà A nhỏ hơn B thì return -1. A bằng mấy? 4. B bằng mấy? 2. A có nhỏ hơn B không? Không. Vậy phải return 1. Thế là sao? 1 là hai thằng sẽ đảo vị trí cho nhau. Được chưa? Nó bắt đầu chạy lại cái vòng lặp của cái mạng này từ đầu. Lại chạy tiếp. Chạy tiếp là mấy? Ở đâu? Chờ tôi đi, tôi coi xem nào. Mạng thứ 2 là 82. Mảng đầu tiên là 42. Mảng thứ hai là 82. À, cái này sắp xếp theo kiểu là bubble sort, là nổi bọt. Nếu mà thằng được xét đầu tiên là thằng số 4 và thằng số 2, hai thằng này nhỏ hơn thằng số 2 mà nhỏ hơn thì thằng số 2 đổi chỗ cho thằng số 4, đẩy lên. Một thì nó chả phải đẩy lên này. Sau đó so sánh tiếp, thằng được set tiếp theo là thằng số 8 với thằng được set, không phải, để tôi coi lại, có vẻ nhầm. Với lại thằng được set, từ nha, 42 này, 42, sau đó đến 82. Tại sao lại là 84? Tại sao lại là 84? Sau đó là 86, 46. Ờ,
À, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, chính xác rồi. Chính xác. Đầu tiên là so sánh hai phần tử, đầu tiên là 4 2 này. Sau đó 2 nhỏ hơn 4 thì nó lưu lại. Sau đó là so sánh số 2 là số nhỏ nhất với cái phần tử tiếp theo là số 8. 8 lớn hơn 2 thì đúng, trả về là -1. Trả về là -1. Đúng nhỉ? Không phải như vậy. Cái hàm này hơi bị khó hiểu. Rồi ok, cứ cho là cái này chúng ta so sánh các cái sắp xếp lại cái thứ tự đi. Để về tôi xem lại nhá. Để tôi đọc lại cái hàm này. Tôi rất hiếm khi dùng, chưa bao giờ dùng cái hàm này. Hầu hết là tự code thôi. Tiếp tục. Nhóm cuối, nhóm 4. Đâu rồi? STRLang. Cái này không phải demo nữa. STRLang là gì? Lấy độ dài của chuỗi. STR cao. Đếm số gì? Số từ có trong chuỗi. Xem nha. String. Đây. Cái này trả ra là hai các từ cách nhau bởi các từ sẽ được phân biệt bằng dấu cách hoặc dấu phẩy. Dấu chấm có được không? Được không? Ừ. Thằng có thằng không rồi nha. Tức là không được. Đó, đi tận 5 từ này. 1 từ, 2 từ, 3 từ, 4 từ, 5 từ. Đấy, được đấy. Dấu sao được không? Test chưa? Ô. Cứ kêu dễ. Nhóm em nhóm dễ nhất cũng có trả lời đâu. Hỏng, bọn này hỏng rồi. Chết mà thôi. Revert. Sao? Đảo chuỗi. Rồi ok. Search for spare CP text là cái gì? À. Tìm toàn bộ cái từ này, tức là tìm cái từ này xem có xuất hiện trong cái chuỗi này không. Nếu mà xuất hiện thì trả về độ dài. Sao lại là độ dài? Ông nghĩ gì là độ dài? Là vị trí của cái từ đầu tiên của cái chuỗi, của cái từ mà cần tìm á. Đây này, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Có phải chữ what là số 6 không? Chứ không phải là độ dài đâu nhá. Thế nếu không tìm thấy sao? Phải không? Trả về gì? Trả về gì? Ô, tôi tự hỏi, tôi tự trả lời à? Thế vậy tôi bắt công làm bài làm gì? Trả về gì? Trả về không à? Trả về phones nha. Chết. Bữa sau phải phạt với được. Chứ như này bọn này nhẹ nhàng quá. STR replace. Chuẩn bị ăn cát này. Thay thế một từ bằng một từ khác hoặc một chuỗi bằng một chuỗi khác cho cái chuỗi ban đầu. Nhưng mà cái này hãy lưu ý cho tôi, chuỗi ban đầu có bị thay đổi không? Phải không? Đây hello world đúng không? Tôi có một cái str bằng cái hello world này. Được chưa? Xong nhá, bây giờ tôi có thể là str1 bằng cái này. Bây giờ tôi echo ra đô la str --, đô la str1.
Do giá gì? Nếu mà như ông nhỏ nói thì là hai cái chuỗi này bây giờ bằng nhau. Chẳng liên quan. Chả liên quan gì đến đặt tên. Hai cái này nó khác nhau nhé. Cái hàm str replace này nó sẽ trả về một cái chuỗi nhá, nó trả về một cái chuỗi là bằng cái sự là bằng một cái chuỗi đã được biến đổi từ hàm str replace. Tuy nhiên cái hàm gốc của chúng ta nó chẳng ảnh hưởng gì cả. Được chưa? Hàm gốc của chúng ta không bị ảnh hưởng gì. Cho nên là nhiều thành phần ấy, nếu mà ngây thơ ra một code như thế này. Nếu ngây thơ các bạn code như thế này thì các bạn echo sau đó các bạn không thèm test tiếc gì. Mà các bạn echo trực tiếp ra hoặc là dùng nó để thực hiện những cái biến đổi tiếp theo thì là các bạn đang làm trên cái chuỗi gốc. Thế là há mồm. Được chưa? Cực kỳ lưu ý cho tôi cái kiểu dữ liệu trả về của nó thì chúng ta mới làm được. Chứ cứ tự tin xong rồi bắt đầu là thấy ở replace nó là như này như kia nhưng mà không biết output nó là cái gì thì các bạn làm việc các bạn không đúng nữa đâu, làm sai ngay. Được chưa? Rồi tiếp theo. Hết rồi. Xong nhanh ấy. Rồi ok. Phần còn lại tôi sẽ cho bây giờ là 7 giờ 21 phút. Tôi sẽ cho chúng ta tìm hiểu thêm về phần string rồi. Đây. Đâu nhỉ? Đây. PP string ở phần dưới cùng của cái WPA School này. Đến đây tôi không hướng dẫn nữa. Tôi đã hướng dẫn chúng ta cách học rồi. Cách test rồi. Bây giờ tôi chỉ để cho thời gian chúng ta ngồi để tự đọc cái phần này và hỏi nếu muốn cần làm rõ. Cộng thêm một cái phần nữa, đó là cái phần về số. Đúng nhỉ? Number đúng nhỉ? Không có số ạ. Rồi ok, bỏ qua số. Tí nữa tôi sẽ hướng dẫn chúng ta về date. Có một vài cái cần lưu ý với date thôi. Còn hiện tại chúng ta sẽ ngồi đọc cho tôi về string, các hàm xử lý về string có sẵn trong PHP ở trong phần reference, PHP reference này. Được chưa? Cần gì hỏi thì phải hỏi. Còn không hỏi, đấy là việc của các bạn. Được chưa? Cần bao nhiêu phút? Lướt qua cần bao nhiêu phút? Tùy. Tùy thôi. Xem là cái nào cần thì đã cần thì thôi. Còn phần date này nó cũng có một vài hàm chúng ta cần phải lưu ý. Nó khá là hay. Tôi cho các bạn từ giờ cho đến 8 giờ. Cần làm rõ hàm nào thì hỏi luôn. Chủ động đi. Check thử cái nhạc ấy.
tắt, tập trung vào đọc đi. Muốn nghe nhạc bịt tai nghe vào. Rồi gì ạ? Này bao nhiêu rồi nhỉ? 20 rồi. Còn tận 5 ngày nữa mới có lương. Sau đó chúng ta sẽ học tiếp phần date và luyện tập.
Rồi mình mới up lên trên Google Drive của các bạn ấy, một cái Google Doc của một bạn ở trên mạng, các bạn ấy thành lập, các bạn ấy tạo được 25 bài cơ bản để xử lý về chuỗi. Tất nhiên có lời giải, nhưng mà giờ lời giải bằng C sát, bằng C, C cộng cộng ở dưới. Nha. Đấy, tùy chúng ta làm nào làm, dùng PHP xử lý cho mình cái này, tất cả những cái này. Thì chúng ta sẽ làm bài tập ví dụ dạng như kiểu là ví dụ như bài 1. Ví dụ ở đây chúng ta có index đúng không? Rồi chúng ta sẽ có ví dụ như kiểu phần phần div này. Div này trong này có thể h1. Đây là ví dụ bài 1 chẳng hạn. Bài 1 này. Bài 1 xong ở trong này có một cái form. Form action gửi đến bài 1.php. Đó, method get post tùy các bạn. Chưa? Sau đó là chúng ta sẽ xử lý ở đây là một cái input type bằng text, có name bằng input value. Đó, ví dụ bài 1 ở đây là đếm có bao nhiêu khoảng trắng trong chuỗi đúng không? Thì mình sẽ có thêm một cái button ở đây nữa, type bằng submit. Submit, đây là submit. Đó, thì chúng ta sẽ có cái file bài 1.php này lưu xuống. Bài 1.php này, code PHP ở đây. Chúng ta sẽ có data, ví dụ data hoặc là str bằng đô la, lấy giá trị từ request dạng get thì dùng gì? Đô la gạch dưới get. Đây mình nhận chung là IP value. Và echo ra str. Việc của các bạn sẽ là xử lý cái chuỗi này. Ví dụ trong bài này chúng ta có L16 đúng không? Bài 1 này. Đây tôi viết tên là T3H PHP cos 1706E submit lên. Thế nên nó sẽ bắt được cái chuỗi này. Được chưa? Việc của chúng ta sẽ là phải làm sao làm in ra cho tôi cái số lượng khoảng trắng, số khoảng trắng nằm trong chuỗi này. Đấy là việc của chúng ta, làm bằng bất kỳ cách nào làm. Được chưa? In cho tôi một con số ở đây được. Sau có một nút back gì đấy hoặc là back về thì nó sẽ có phần bài 2 đúng không? Bài 2 thì chúng ta sẽ là duplicate cái này lên thôi. Duplicate cái này lên, đây là bài 2 này. Action là sang là bài 2.php này. Cũng vậy. Bài 2. Thì bài 2 đề của chúng ta là gì? Bài 2 đề là nhập vào một chuỗi, loại bỏ khoảng trắng thừa trong chuỗi. Khoảng trắng chưa thừa là những khoảng trắng mà viết dấu cách ở đằng trước và viết dấu cách ở đằng sau. Vậy thôi. Và in ra những in ra cái khoảng trắng in ra cái chuỗi mà sau khi đã xử lý rồi. Đó, các bạn cứ làm mấy cái bài này đi. Rồi đến cuối giờ tôi sẽ chữa. Bây giờ tôi đẩy lên trên Facebook, và bây giờ tôi upload lên trên GitHub. Rồi.
đọc xong nhá, 15 phút là đủ đọc xong mấy hàm rồi. Bài 1 làm nào. Văn. Đọc bài, đọc đề. Bài 1 làm nào. Kinh thế. Nghi ngờ đang đi like ảnh cái. Mày dần chưa vào lúc này. Chém.
Lâu thế. Xong chưa? Xong được mấy bài rồi? Rồi, 8 giờ rồi. Bắt đầu chữa qua 1-2 bài nhá, xem nó như nào. Xong đấy sau đấy tôi sẽ chữa về phần dead time.
Rồi còn những cái phần bài khác thì các bạn về nhà làm nhá. Rồi bài 1 là đến có bao nhiêu khoảng trắng trong chuỗi. Cái này thì có thể làm bằng cách nào? Đếm các ký tự ra. Cái nào là khoảng trắng thì cộng cộng lên. Một ý kiến, còn cách nào không? Còn cách nào? Hai ý kiến. Còn cách nào nữa? Cách nào hơn? Hai cách, cách nào hơn? Đếm từng cái một. Cách hai hơn. Chúng ta sẽ có là biến str2 bằng gì nhỉ? Str trừ replace của cái gì? Khoảng trắng này. Xóa thành dấu rỗng này của cái str. Sau đó là echo ra cái str trừ str2. Đây là số lượng khoảng trắng. Đó, mỗi thế này thôi, đã xong bài 1. Test nha. Reload này. Đây là T3H cos. Oh shit. Nhầm. Cái này str len. Sao nhiều nhỉ? Đó. À đây là 2. Sao lại trừ 17 nhỉ? Chờ tí. Str trừ str 2 và đâm ra cái str2 đai đúng mà. Không được. 3 đúng không? 1 2 3. Mỗi dấu cách nó là một dấu cộng này, được chưa nhỉ? Chúng ta có thể là có một cái thẻ A ở dưới này nữa để link về trang kia cho nó dễ. index.php là back. Bấm này về trang chủ. Được chưa? Đấy là cái bài 1. Bài 2 sao? Nhập vào một chuỗi kit, một chuỗi hãy loại bỏ những khoảng trắng thừa trong chuỗi. Thì làm nào? Ví dụ như sau, tôi sẽ duplicate cái này lên trở thành bài 2.php. Chúng ta có cái biến là str bằng đô la gạch dưới get của cái ip value. Chúng ta va đăm tạm thời cái str ra. Chúng ta sẽ có như sau. Đây là bài 2.php đúng không? Rồi. cách này, a cách, b cách, c cách, d cách một đống như này. Các bạn nhìn thấy nó có ra một đống đúng không, gồm 21 ký tự. Bây giờ làm sao loại bỏ hết khoảng trắng ở hai đầu đi? Trim chúng ta sẽ có là va đâm của cái hàm trim str, được chưa? Đó, làm mỗi vậy thôi. Khoảng trắng ở giữa kệ nó. Đấy là cái nội dung người ta viết. Không vấn đề gì cả, không xóa. Được chưa? Đấy là cách xử lý với chuỗi. Chúng ta cứ làm hết 25 bài phải. Nhớ không nhập. Làm hết 25 bài này thì chúng ta sẽ ổn ổn về cái logic để làm bài tập về chuỗi. Buổi sau chúng ta sẽ, tôi sẽ kiểm tra những cái bài này random vài người. Không làm được thì cứ một bài là 10.000 phạt nha. Tiếp theo, phần lý thuyết tiếp theo thì chúng ta sẽ làm về date, học về date. Date thì nó chỉ có một vài hàm thôi, nó không có quá nhiều hàm để xử lý đâu.
thì chúng ta cần phải lưu ý cho tôi những cái hàm sau này. Hàm đầu tiên là hàm date. Hàm này. Hàm đầu tiên là hàm date. Được chưa? Thì các bạn xem output của nó nhé. Date 1 thì nó ra cái gì? Hôm nay là ngày chủ nhật. Được chưa? Tiếp theo date LGS gì gì đấy, HISA này, thì là Sunday ngày 20 tháng 8 năm 2017 9 giờ 6 phút 10 giây. Đây là múi giờ, bên đấy lệch mình 12 giờ, đây chắc là của Mỹ. Tiếp theo October cái gì gì đấy, date ngày bao nhiêu, đây là ngày tháng năm từ cái năm đời nào ấy. Được chưa? Date FRC82. Đây nó là cái này. Và cuối cùng là date Atom. Nó là cái kiểu này. Được chưa? Với tôi ấy, tôi chỉ cần các bạn duy nhất biết duy nhất một cái hàm thôi. Ví dụ tôi sẽ có một file là datetime.php. Chúng ta cần phải nắm được cái này cho tôi này. PHP date time format. Giờ mình nắm được cái này rồi. Đâu nhỉ, cái HLIS gì gì mới đâu nhỉ? Chờ tí nhá, để tôi tìm lại xem cái format này ở đâu. PHP sớt nhiều quá. Đây. Date format. Chúng ta có đây ập cái gì gì đấy, nó sẽ trả cho chúng ta cái ngày đầu tiên của tháng là first. Thì nó viết tắt là ví dụ 1 ST ở phía trên đấy nhé, 2 là ND, 3 là RD, 4 là TH, từ 4 trở lên là TH đúng không? DD nó trả chúng ta làm ví dụ như kiểu như này. Đó, output này. Được chưa? DD lớn thì trả cho chúng ta ngày tháng năm. Bắt đầu ví dụ những cái ngày nhỏ hơn 10 thì là không bao nhiêu đấy. Được chưa? M là man. Nhưng mà man này là ra chữ. Man này là ra chữ. M lớn là tháng, cũng vẫn là tháng nhưng mà tháng là viết tắt những cái chữ cái đầu tiên. MM là cái gì? Số tháng nhỏ 04712. Được chưa? MM lớn là 0 thì là 00. Tháng 4 thì là 04. Được chưa? Y thì là viết của từ của những cái năm, là những cái số cuối của những năm. Được chưa? Tiếp theo là II thì là không của cái gì này, trong tổng này. Rồi tôi test cái biết ngay nhá. Đây này, II lớn thì ra là 2008 tháng 6 năm ngày 30 chẳng hạn. Chúng ta cần phải nắm được cái thứ duy nhất là cái format này thì chúng ta sẽ có như sau. Ví dụ chúng ta lấy ra cái ngày tháng năm hiện tại. Chúng ta sẽ có Vadam. Và đâm ra cái hàm date theo format. Đầu tiên là theo format này, II cách MM cách DD, ví dụ thế. Tôi cứ test như này nhá, của cái hàm time. Được chưa? Xem nhá, nó ra cái gì nhá. datetime.php 2017 ngày 20 ở đâu? 2017 20 giờ 17 phút à? Đây đây, M này DD. Một y lớn thôi. Một y lớn, một M, một D. 2017 tháng 8 ngày 20. Được chưa?
Cái hàm tham biết ra cái gì không? Cái hàm tham này này, tôi echo tạm vào nhá. Hàm tham này này, biết đây là cái gì không? Số giây tính từ ngày 1 tháng 1 năm 1970 cho đến bây giờ. Được chưa? Đây là số giây. Chúng ta có thể là tìm được số micro giây. Đây là micro time. Micro time. Đó. Được chưa? Thì nếu mà chúng ta đặt tên một file nào đấy hay là cần cái gì là unique ấy, thì chúng ta có thể lấy theo cái micro time này. Loại bỏ hết khoảng trắng đi, loại bỏ hết dấu chấm đi. Là chúng ta sẽ có một cái chuỗi nó không bao giờ bị trùng nhau. Được chưa? Thì đấy là hai cái, time và micro time. Thì tiếp theo cái hàm date này của chúng ta này, cái hàm date này này, nó sẽ chuyển đổi cái số lượng giây từ ngày tính đến thời điểm, thời điểm cái hàm này được thực thi này, chuyển hóa sang dạng format là format nào tùy chúng ta thôi. Thế đấy, format nào tùy mình. Ví dụ tiếng Việt thì là hay là năm tháng ngày đúng không? Nhưng mà bọn châu Âu, châu Mỹ thì nó là, à quên, tiếng Việt thì là ngày tháng năm, còn bên châu Âu, châu Mỹ thì là năm tháng ngày, hoặc là tháng năm, à tháng ngày năm. Được chưa? Thì chúng ta tùy thuộc vào cái khách hàng của chúng ta, cái đối tượng là gì thì chúng ta chuyển đổi cái thời gian của nó. Được chưa nhỉ? Đó, chúng ta còn có còn rất là nhiều cách khác để ứng dụng cái hàm date này. Ví dụ như là lấy thời gian của một ngày tiếp theo, ngày mai chẳng hạn, thì chúng ta làm nào? Lấy thời gian của ngày tiếp theo làm nào? Có hàm cho sẵn đấy. À, đâu cái nhỉ? À, tôi search nha, PHP get date time của date time next day, next day, previous day. Có hết. Đây này, str to time. Đây, date này, year month date này, str to time của cái cộng 1 đây. Cộng 1 đây. Bây giờ đây này, chúng ta test nha. S, đây tôi comment này vào, duplicate lên date time này của str to time của str to time của hàm date này. Đó, cộng 1 ngày. Chúng ta xem bây giờ là ngày, ngày thời điểm này, ngày mai là như nào. 2017 mùng 8, à tháng 8 ngày 21. Được chưa? Đây là format ngày tháng 5 này. Cái ký tự trừ này là chúng ta tự sinh ra thôi. Được chưa? Chúng ta hoàn toàn có thể là lấy giờ, phút, giây. Được chưa? Thấy giây nó chạy không? Cái này là giờ này. Múi giờ của tôi ở server này nó khác, nó lệch. Được chưa? Cho nên là nó là 13 giờ. Các bạn có thể máy các bạn là đúng. Các bạn test đi. Có thể máy các bạn là đúng. Hoặc là trừ 1 ngày. Được chưa? Thậm chí chúng ta có thể lấy được số tích tắc. Số mili giây luôn đấy. Lấy được. Được chưa? Thì đấy là cái vận dụng ngày tháng năm bằng cái hàm đầu tiên là hàm date. Hàm này được dùng rất nhiều. Nhớ nhá, dùng rất nhiều ở trong cái sau này chúng ta xử lý. Dùng cực kỳ nhiều luôn. Tiếp theo chúng ta có thể xử lý về ngày tháng năm theo dạng là time zone, hoặc là time stamp, hoặc là giờ GMT, là giờ quốc tế. Đó, có rất là nhiều. Make time, hàm time, str to time, hàm này chúng ta cũng phải lưu ý. Đó là nó chuyển một cái format ngày tháng năm nào đấy về dạng, gọi là gì nhỉ? Về dạng, dạng số giây tính từ năm 1970 cho đến bây giờ. Nó chuyển được cách đấy luôn. Được chưa? Nó làm được cái việc này. Ví dụ như sau. Đây, chúng ta nhìn thấy không? Ngày năm 2005 tháng 10 ngày mùng 3 đúng không? Được chưa? Chúng ta test một cái nhé. Echo này.
2005, mùng 3 tháng 10, nó lấy ra luôn. Được chưa? Bây giờ chúng ta hoàn toàn thể là echo ra cái date của cái hàm này theo format khác. Bây giờ format của chúng ta là format là ngày tháng năm đi, d phẩy m cách y lớn phẩy cái này ra, đúng không? Ngày mùng 3 tháng 10 năm 2005, đổi format sang kiểu khác. Đầu tiên là từ text đổi về số giây, sau đó lại từ số giây đổi sang dạng format khác. Được chưa? Chúng ta có rất là nhiều ứng dụng ở trong cái mớ này. Để tôi xem còn cái đoạn nào. Thì ở trong cái mớ này này, chúng ta lưu ý cho tôi hàm date, hàm get date, hàm micro time, time và str to time. Bằng đấy hàm là cần phải lưu ý để xử lý về date time. Vậy rồi. Được chưa? Còn về đối tượng chúng ta sẽ xử lý sau. Đó là những cái hàm mà chúng ta phải lưu ý. À chết nhầm. Rồi, quay trở về cái mớ này. Bây giờ các bạn tiếp tục làm cho tôi từ bài 2 cho đến bài 15. Từ bài 2 cho đến bài 15. Từ bây giờ cho đến 9 giờ. Xem có bài nào cần phải chữa không. Tôi nghĩ là số lượng bài cần phải chữa rất là ít.
Có bài nào cần chữa thì bảo luôn nhá. Mệt tê.
cũng chưa được một bài à. Không bận nhưng không bận lâu rồi. Không sai bé hết rồi chứ. Không làm cái gì đấy. Rồi bỏ cái cây rồi đấy. Xong rồi cũng biết form ở trong cây cây. Chạy vào tặng à. Ông làm đúng như tôi làm, tôi không phải làm cái gì mà là cao siêu tốt tôi để lên rồi. Cứ làm mình tay tinh. Ông lấy đi học, lấy cốt về. Mãi em xong thì thải cả. Ok đi, để đến cái phút này. Stream thì còn gì có sờ stream. Chùa có cái quan trọng nhất thì đỡ bố đi. Giống mấy đâu. Nó không có hàm cốt. Nó có hàm chuyển của môn pháp là từ cảm đến suy nhá. Đẩy đến trí tưởng luôn. Nó về về. Sớt của cái thấy rồi. Tp lâu một cái. Lower, thấp ấy. Đấy. Trong bữa hàng nó có hết rồi đấy. Trong bữa hàng ở trong lấy cái bát bún cũng không phải thành bài. Okay.
Vậy sao được? Thank you.
lowercase, uppercase, and xong. You want for? Tắt từng phần tử ra xong cho nó lowercase, uppercase.